Hi, welcome back to my channel. Starts here to go. Subway Surf. Okay. Så var det min känslor jag har. I can see it. Let's go. Okay. Super. Wow, anh chàng này phát hiện ra mình đâu. Và mình sẽ gửi anh ta. Yeah. Let's go, let's go. I'm fine. It's so tight in this cage. Rồi vào từ thứ ba. Chiếc chìa khóa có thể ở bên kia. Đây rồi. và bây giờ thì mình sẽ sang game thứ tư, Bowmasters. Player 1, choose. Shot. Headshot. Finish her! Fatality! Win! Player 1, choose! Vừa ra, phải tiêu diệt anh chàng này thôi. Wow. Headshot. Shot. Finish him. Fatality. Epic win. Ở trong tựa game này thì các bạn cứ thế tiếp tục mở những cánh cửa ra, sau đó đến một căn phòng khác lại tiếp tục mở tiếp và lại đến tiếp. Có một lượt sẽ ra một những thứ kinh dị. Wow, căn phòng này bắt đầu. Bắt đầu cho vòng lặp rồi. Xem vòng lặp liên tục nó sẽ là cái gì. Oh my gosh, wow. Đây cũng là một tựa game kinh dị. Tức là các bạn sẽ phải mở và tìm những món đồ. Tiếp tục đi tiếp. Những thứ như thế này thì mới làm các bạn kinh sợ được. Còn nếu mà nhìn thấy rất nhiều thôi thì không có gì các bạn sợ cả. Đó, ok. Tiếng gì đây? Tiếp tục các bạn ấn tiếp. Đúng là một tựa game kinh dị. Chỉ những tiếng động thôi đã đủ làm các bạn run sợ rồi. Cứ như thế rồi các bạn cứ đi thẳng mở những cánh cửa ra, Sau đó thì các bạn sẽ cảm nhận được những thứ kinh dị trong ngôi nhà này. Đó, cứ như thế. Ok. Và tiếp tục mình sẽ ấn một cánh cửa tiếp theo. Đó. Và tiếp tục lại ấn tiếp. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game thứ 6. Trong tựa game này thì có Backrooms. Ông ta sẽ đi xung quanh đây. Và ở đây thì các bạn sẽ phải đi tìm những món đồ để thoát khỏi Backrooms này. Tức là thoát khỏi một bê cung. Bê cung này cũng khá là khoai. Tiếng thở của Backrooms. Backrooms mới nhìn thấy mình. À, mình sẽ phải chạy thôi. Đó, khi đó thì nó lại không biết được mình ở đâu. Ở đây thì các bạn sẽ phải đi tìm mật mã này. Tìm chữ số. Chữ số 6 thì các bạn phải ấn được mã code để mở cái này ra. Và khi có chữ số 6 này thì các bạn lại phải tìm một thứ, đó chính là một chiếc chìa khóa để mở cánh cửa. Và trong một chiếc cửa đó thì có một chiếc rìu. Và chiếc rìu đó thì các bạn sẽ đập một thanh, hai thanh gỗ trên một cánh cửa khác. Thì đó thì trong cánh cửa đó thì mới có chữ số 6. Nó rất là nhiều luôn. Các bạn sẽ phải tìm và làm nhiệm vụ của tựa game này cũng khá là lâu. Bởi vì đây là một nơi khá là rộng để các bạn tìm những món đồ rải rác xung quanh đây. Ok, rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo. Play. Let's go. Hurt you. Ủa, xong ta biết mình ở đây. Oh my god. rõ là không tạo tiếng động gì mà ông ta lại phát hiện ra được mình ở trong ngôi nhà đó. Ok, làn đi ba. Tiếp tục đi sâu vào xem. Ok, bà ta hình như đang gần đây. Oh my god. Oh my god, không kịp rồi. Wow, hy sinh luôn. Và mình xin phép dừng clip tới đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.